Từ một hot girl sitcom đến nữ chính xuất sắc cánh diều vàng 2023, Quỳnh Quân nói gì? Quỳnh Quân bày tỏ sự bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc khi nhận lần đầu giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tại cánh diều vàng 2023. Lễ trao giải cánh diều vàng, giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam nhằm vinh danh các tác giả, nghệ sĩ, nhà làm phim và tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim ngắn và công trình nghiên cứu. Lý luận phê bình điện ảnh. Tối mùng 9 tháng 9, lễ trao giải thưởng cánh diều vàng 2023 với chủ đề Ngân Hà Rực Rỡ diễn ra tại Nha Trang, quy tụ gần 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim cùng 157 bộ phim chất lượng tham gia tranh giải. Được vinh danh ở hạng mục nam, nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình là nam diễn viên Thái Hòa trong phim Mẹ Dương và nữ diễn viên Quỳnh Quân phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Tuy nhiên, do có công việc cá nhân nên Thái Hòa không thể góp mặt tại lễ trao giải nên đạo diễn Mẹ Dương, Nguyễn Phương Điền đã lên sân khấu nhận giải thay đàn em. Về nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình, Quỳnh Quân, Nguyễn Thị Quỳnh đã gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cánh diều vàng. Những vị giám khảo đã yêu thương và tin tưởng trao cho cô sự khẳng định lớn như vậy. Nữ diễn viên cũng bày tỏ lòng biết ơn ban lãnh đạo Trung tâm Phát triển Phim Truyền hình Việt Nam VFK đã tin tưởng giao cho mình vai diễn hạnh trong bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Thật bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc vì Quỳnh được vinh danh trong hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc tại cánh diều vàng 2023. Quỳnh muốn gửi lời cảm ơn chí thành tới tất cả những vị đạo diễn, những người thầy mà Quỳnh may mắn được hợp tác đã dìu dắt, chỉ bảo rất nhiều để Quỳnh có thể ngày càng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là đạo diễn Vũ Minh Chí và đạo diễn hình ảnh Dương Tuấn Anh cùng đội ngũ biên kịch, sản xuất, hóa trang, cùng toàn bộ thành phần ekip Đừng Làm Mẹ Cáu. Và sau cùng Quỳnh xin được gửi lời biết ơn và tình yêu thương của mình với gia đình, bạn bè và quý vị khán giả, những người đã luôn theo dõi, động viên, ủng hộ bộ phim này. Quỳnh xin được cảm ơn vì tất cả và hứa sẽ luôn cố gắng chăm chỉ hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Mong mọi người mở rộng trái tim đón nhận tấm lòng này của Quỳnh, nữ diễn viên bộc bạch. Trước đó, Quỳnh Quân từng chia sẻ những nỗ lực để có được dấu ấn hiện nay, không biết bao nhiêu lần tôi đã đứng trước gương để diễn tập, mong rằng một ngày nào đó sẽ được cầm trên tay giải thưởng vinh dự này. Đó là động lực bao năm nay tôi cố gắng. Nếu nhận được giải này, tôi sẽ rất hạnh phúc. Quỳnh Quân tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995. Cô được công chúng biết tới vào năm 2014. Cô bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh, diễn xuất trong MV ca nhạc. Đến năm 2015, cô thường xuyên tham gia những sitcom, tiểu phẩm hài tình huống trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn với vẻ đẹp ngọt ngào, sang chảnh, Quỳnh Quân thường được giao những vai hot girl, tiểu thư chảnh chọe. Tên tuổi của cô thời gian đầu gắn liền với những sitcom như Kem Xôi, Loa Phường. Ngoài hình ảnh những hot girl trên sitcom, Quỳnh Quân còn gây ấn tượng khi xuất hiện trong MV Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh với vai nữ chính. Thời gian này, Quỳnh Quân xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội và nhận được những danh xưng như Hot Girl Kem Xôi, Quỳnh Xôi, Hot Girl Vợ Người Ta. Tuy nhiên về diễn xuất, Quỳnh Quân không để lại nhiều ấn tượng. Liên tục xuất hiện trong những sản phẩm điện ảnh và âm nhạc bị đánh giá là nhảm, kém chất lượng, cộng thêm việc Quỳnh Quân thường xuyên có những bộ ảnh gợi cảm hoặc những phân cảnh hớ hênh trên các sitcom khiến cô bị mặc định là Hot Girl hài nhảm. Năm 2013, Quỳnh Quân thi vào trường sân khấu điện ảnh cũng là thời điểm bố cô làm ăn thua lỗ, lâm vào cảnh phá sản. Bản thân Quỳnh Quân từ cô tiểu thư được bao bọc bắt đầu phải đối diện với những khó khăn về kinh tế. Cô quyết định nhận tất cả những công việc như người mẫu ảnh, diễn viên quay MV, sitcom dù chỉ với cát xê vài trăm nghìn đồng. Khi kinh tế gia đình ổn định hơn cũng là lúc Quỳnh Quân có mong muốn rũ bỏ danh xưng hot girl để trở thành diễn viên truyền hình. Nhiều người cho rằng danh xưng hot girl sẽ trở thành bàn đạp để Quỳnh Quân tiến thân trong làng điện ảnh, nhưng thực tế không phải như vậy. Nữ diễn viên từng tiết lộ, khi cô mới bước chân vào làng phim truyền hình, nhiều đạo diễn e ngại mắc hot girl nên không muốn giao vai cho cô. Để thoát được danh xưng hot girl, từ năm 2017 Quỳnh Quân đã nỗ lực thay đổi hình ảnh, tham gia nhiều phim truyền hình và cố gắng từ những vai diễn nhỏ nhất. Cô bắt đầu tham gia các bộ phim Đi Qua Mùa Hạ, Mẹ Ơi Bố Đâu Rồi. Tuy nhiên phải đến khi vào vai Đào trong Quỳnh Búp Bê, tên tuổi của Quỳnh Quân mới bắt đầu được chú ý. Liền sau đó, nữ diễn viên dần ghi dấu ấn qua các bộ phim Nàng Dâu Order, Nhà Trọ Ba La Hà. Dù còn gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Quỳnh Quân đã từng bước thể hiện được năng lực diễn xuất. Cô bắt đầu được giao vai nữ chính trong Đừng Bắt Em Phải Quên, nhận được sự yêu mến của một bộ phận khán giả. Lê Hoàng Phương lần đầu trình diễn sau đăng quang, catwalk thế nào? Đây là lần đầu tiên tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Lê Hoàng Phương trình diễn sau khi đăng quang. Kể từ sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Lê Hoàng Phương tất bật với các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng không ngừng trau dồi kỹ năng, cải thiện bản thân để hướng đến trường quốc tế vào tháng 10 sắp tới. Mới đây, tân Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã có lần đầu trình diễn catwalk trong bộ sưu tập hoa trên nước của nhà thiết kế Ivan Trần trên sàn diễn Ninh Bình.
Theo đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương diễn vị trí vedette cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Ivan Trần. Tuy là show diễn đầu sau đăng quang, Lê Hoàng Phương đã có phần trình diễn đầy thần thái với những bước đi uyển chuyển, chuyên nghiệp, tôn lên trang phục do Ivan Trần thiết kế. Sở hữu nhiều năm kinh nghiệm ở các sàn diễn thời trang, trình catwalk của nàng hậu quê Khánh Hòa đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Với khả năng catwalk, thần thái tự tin, các fan sắc đẹp Việt đang đặt nhiều kỳ vọng vào Lê Hoàng Phương. Mong rằng cô nàng sẽ có thành tích cao ở đấu trường Miss Grand International diễn ra trên sân nhà vào tháng 10 tới đây. Được biết, bộ sưu tập hoa trên nước không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập thời trang mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự tôn vinh đối với vẻ đẹp thiên nhiên và sự bình yên. Giải thích về ý nghĩa hình ảnh hoa trên nước, Ivan Trần nói, hoa trên nước là hình ảnh bình yên và tĩnh lặng của những cánh hoa rơi trên mặt nước tạo ra bản tình ca đầy thơ mộng trong thế giới thời trang.